cả nhà, em lên một con đồng hồ Ý nha, Sava Stormara Italy đó. Size 42, mặt tím 6 kim, bấm giờ thể thao, và đặc biệt con này nó đi, nó xài kính kim cương vát cạnh nha, đó lấp lánh rất là đẹp luôn. Con này giá mới là mấy triệu luôn nha, giá cũ đấu giá bên Nhật bên Yahoo là 1 triệu mấy đó. Đó, đây rất đẹp len ken luôn, mặt tím này lâu lâu mới có nha, còn kính kim cương vát cạnh cũng lâu lâu mới có, rất là hiếm luôn. Núm là rất là đẹp luôn, chạy full 6 kim luôn, đẹp len ken luôn nha. Anh em không thích dây màu tím thì giờ anh em thay dây da, dây dù gì đó tùy đó. Ra ngoài nắng là cực đẹp luôn. Kim cọc số La Mã đó, cọc số La Mã nha, rất là đẹp luôn nha, của Ý máy Nhật. Đằng sau có mã mà anh em kiểm tra đây, cái núm rất là đẹp luôn. Còn cái kính kim cương nè, nó lấp lánh, gặp ánh sáng lấp lánh rất là đẹp. Rồi em mời cả nhà nha.